Thì liệu liệu ăn nhiều. Lên lên lên. Hello mọi người, bây giờ mình đi review. Nãy định đi câu cá mà do thời tiết nó cũng nó không ủng hộ. Tình cờ mình gặp mấy đứa nhỏ hồi nãy là xong, bây giờ là mình sẵn mình review cái chỗ mà mình hay review các bạn. Đây là khung cảnh hôm bữa mình cũng quay ở đây, mà giờ này là mưa cả ngày á. Này là ngày vào tháng 7, mưa cả ngày cho nên là mình cũng rảnh luôn. Thì mình quay một tí để mình lưu lại những video nha. Về tay xe chở nào rồi. Thế nào có còn bắp bài không nhỉ? Này. Con nào bên rồi nhỉ? Xe cày mới cày xong. Mới cày xong đem ra đây rửa. Ai kia có hả? Ô, à sẽ phải đi cái nọ chỗ rồi. Nè, kia nằm bởi à? Kia phải nằm. Rửa xe cày mà giống như là rửa xe máy á. Ba năm không gặp rồi. Đạp lên. Xe này xe cày đi từ rừng về, bây giờ rửa xe tại đập luôn. Yo, nắp càng có lời đấy, nắp cay lưỡi càng vì cơ, cay càng vì cơ. Đó, làm luôn. Được chưa? Ui da. Chỉ liều ăn nhiều. Lên lên lên. Đó, mấy đứa từ đi từ rừng về. Xe này là xe cày ruộng bạn. Đó, mấy đứa xe này là cỡ nhỏ thôi. Rồi mày cho mấy đứa lên sóng. Đây tình cờ mình gặp ở dọc đường đấy. Rồi chào các bạn đi. Yo.
trên đấy đó. Tăng nhiều vậy đấy là đi cơ liền. Ờ bà về hả? Bà về. Ờ về sớm. À từ nãy giờ mấy đứa nhỏ lúc mình quay bây giờ nó tới đây rồi nè, đi đó. Nó cũng vui, nó xuống đây nó rửa xe luôn mà. Nó rửa xe giống như là xe máy. Giờ là con dê nè bạn. Con dê ở đây là thả, ta thả dê ở đây luôn. Vừa thả dê thả bò, vừa câu cá. Một công đôi việc. Bên kia có thằng cua đang câu cá, mình qua đó xem sao. Ủa này cua này nhỏ tuổi chứ mấy, chắc học lớp 2 giỏi chứ hè. Làm nghề hè, làm nghề con về hả? Thôi được nè, được mấy con này. Đúng, được mấy con đấy bạn. Hình lúc rồi. Con cô làm giỏi này à. Đó, tự làm luôn. Đi câu cá một mình luôn. À, móc lưới câu này rất là chuyên nghiệp. Đấy, bỏ một mình thì dám đi câu cá một mình luôn. Giỏi ha. Cuộc sống ở vùng nông thôn là rất là nhiều cái hay. Trời, cũng nhiều nè. Lì to bà hả? Chứ cũng được mấy lạng các bạn. Được buổi chiều luôn. Cá rô phi. Được một con này. Lạnh à. Đó, được một con rồi. Nhấn một phát là được liền. Làm ly vậy? Ờ là hên hên cả chênh đây. Ngăn cái ngăn cái chèn để chả. Bài mẹ. Hay. Chèn. Mẹ đây là ngăn lại cả cái mẹ này. Có hết nữa cả. Mà còn một chiếc hả? À 5 mét. Hãy bắt đầu xem nha. Đấy. Bắt đầu. Eh, yeah. Put ni me. Put lah, ada tu bercabe he lah kui. Hai. Atuk kau. Puan siang. Đằng sau mình là hai vợ chồng đang quăng chài. Đấy. Giờ muốn đi gần thì sợ con cá nó đi hết. Đi dạo chơi cho vui. Để mấy anh em ở làng mình mẹ đi bắt cá mà bây giờ thấy tình hình như này là chắc không đi về hả? Về. Về chứ. Buồn này. Tình hình là chỗ này là có vẻ là không có cá. Mà người ta muốn vào chỗ sâu kia các bạn. Chứ không phải muốn ngồi ở đây, ở gần đây thì có mà cá nhỏ. Rồi phút, quay phim. Phút. Đây là những đối thủ bắt cá nhưng mà chưa bắt được cá nào. Tại vì cá ở đây nó hơi nhỏ.
em đi quán chài. Mình cá to thì mình sáng. Dạ. Bây giờ 2700 này đang đăng con trai đây. Ủa đây hả? Mình là chơi ngăn. Chơi ngăn. Chơi ngăn mới vô hả? Để. 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 Để thợ này biết luôn. Chưa.